Xin chào tất cả các bạn, tên tôi là Kwame Ogero Tôi là nhà khoa học về hệ thống giống tại Trung tâm Khoai Tây Quốc tế Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn về kỹ thuật nhân giống nhanh khoai lang trong vườn ươm ngoài trời Câu hỏi đầu tiên tôi muốn đặt ra là khi chúng ta nói đến khoai lang giống thì có nghĩa là gì ạ? Ở hầu hết các vùng, đặc biệt là vùng nhiệt đới, thì khoai lang được nhân giống bằng thân hay còn gọi là dây khoai lang À, nhưng ở những vùng ôn đới nơi có mùa đông kéo dài thì nó được nhân giống bằng củ mà sau này nó sẽ thành nó sẽ nảy mầm để tạo thành cái cành dâm. Trong bài trình bày hôm nay thì tôi sẽ tập trung vào việc nhân nhanh khoai lang bằng thân. Tôi sẽ trình bày một số chủ đề bắt đầu từ khâu lên kế hoạch nhân giống, sau đó đến lựa chọn địa điểm. Và tôi cũng sẽ đề cập đến một cái số khâu như là chuẩn bị luống, xuống giống tưới tiêu, thu hoạch và vận chuyển, quản lý chất lượng giống nói chung và cụ thể hơn về cách kiểm soát bọ hà khoai lang và quản lý tuyến trùng trên khoai lang giống. Điều quan trọng cần xem xét khi lên kế hoạch nhân giống, đấy là cái thời vụ ở địa phương bạn như thế nào? Nông dân bắt đầu trồng khoai lang từ thời điểm nào? Tiếp theo, cái tỷ lệ nhân của cái giống khoai lang đó là bao nhiêu và số lượng giống cần thiết là bao nhiêu ạ từ những cái thông tin này bạn có thể tính ngược lại để ra số lượng nguyên liệu ban đầu mà mình cần là bao nhiêu thì tuần trước đồng nghiệp của tôi đã trình bày về quá trình sản xuất giống trong nhà lưới và chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ nhận được những cái vật liệu sạch từ nhà lưới này khi đưa ra trồng ở ngoài ruộng à, như vậy bằng cách lên kế hoạch nhân giống thì bạn sẽ biết số lượng giống À, đầu vào mà mình cần là bao nhiêu à, để lấy từ nhà lưới này. Rồi cái kế hoạch này cũng giúp bạn biết khi nào nên bắt đầu sản xuất giống. Cái hiểu biết về thời vụ rất là quan trọng. À, vì nó giúp bạn biết cái thời điểm cần cung cấp giống là khi nào. Ví dụ nếu nông dân bắt đầu trồng vào tháng 9 thì có nghĩa là bạn sẽ bắt đầu nhân giống trước đó 4 tháng, à, tức là vào khoảng tháng 5 hoặc là muộn thì tháng 6. sẽ rất là tốt nếu bạn có một cái kế hoạch nhân giống Bởi vì nó sẽ giúp bạn tính toán cái nguyên liệu đầu vào cần thiết Và đồng thời nó cũng phác thảo tất cả những cái hoạt động mà bạn sẽ thực hiện Thời điểm thực hiện nó là khi nào và chi phí của chúng là bao nhiêu Thì nó cũng là một cái loại công cụ giúp bạn lên ngân sách cho việc sản xuất giống Một điều khác khi thực hiện sản xuất giống thực ra là cái điều đầu tiên là sau khi lập kế hoạch, bạn cần lựa chọn đi điểm nhân giống. Các yếu tố chính cần xem xét là nguồn nước sẵn có và độ phi nhiêu của đất. Nitơ đối với sản xuất khoai lang giống rất là quan trọng. Và nước cũng rất là quan trọng bởi vì việc sản xuất giống hầu hết diễn ra trong mùa khô, vì đây là lúc mà ruộng của chúng ta không sản xuất củ. Các yếu tố khác cần xem xét bao gồm tính an toàn, giao thông đi lại, À, tức là sao bạn không muốn sản xuất giống Ở những cái, cái nơi mà khó tiếp cận Cái lịch sử ruộng Thì à, lịch sử trồng trọt của ruộng Cũng rất là quan trọng trong việc quản lý sâu bệnh hại Và chúng ta cần tránh những khu vực Đã trồng khoai lang vào mùa trước Cái diện tích đất Cũng phải đủ lớn để có thể Luân canh và đảm bảo cách ly ruộng Một điều khác cần xem xét Là luật đất đai quốc gia à, Bởi vì có thể có những cái hạn chế Trong việc sử dụng một số khu vực Ví dụ như những khu vực gần các vùng nước và chúng ta cũng tránh những cái khu vực dễ bị ngập lụt. Bước tiếp theo sau khi chọn địa điểm là làm đất và chuẩn bị luống. À, đối với cái uh, nhân giống nhanh thì chúng tôi khuyên dùng kiểu luống hẹp với bề ngang 1,2 m và uh, chiều dài 6 m. Thì thiết kế luống kiểu này rất là dễ quản lý. Và bạn chưa một cái khoảng trống 0,5m giữa các luống như là trong ảnh minh họa bên trái đấy ạ Thì cái khoảng cách này sẽ là lối đi cho bạn khi mà đi thăm đồng hoặc là trong lúc thu hoạch Và sau khi chuẩn bị luống thì bạn cần trộn với phân hữu cơ đã phân hủy kỹ. Như tôi đã đề cập thì nitơ có vai trò rất là quan trọng. Và chúng ta có thể lấy nitơ từ phân bón hữu cơ này ạ. Về cái chiều dài của luống thì có thể thay đổi tùy theo nhu cầu và điều kiện của địa phương. Như bạn thấy trong cái hình minh họa ở đây ạ, thì chúng ta có thể thấy là những cái luống này rất là dài, nhưng mà cái chiều rộng của nó thì vẫn là 1 m hai vì nó thuận tiện cho việc quản lý. Còn chiều dài thì có thể thay đổi tùy theo nhu cầu của bạn ạ. Về cái khâu tiếp theo là xuống giống ạ. Thì trong uh, khi mà trồng á thì trong cái kỹ thuật nhân nhanh thì chúng tôi sử dụng khoảng cách gần nhau, hàng cách hàng 20 cm và trong mỗi hàng thì uh, cây cách cây 10 cm như là bạn có thể thấy trong hình bên trái đây ạ. Chúng tôi sử dụng các cái đoạn hom giống có độ dài từ 3 đến 4 đốt và hai đốt thường được vùi xuống đất còn một uh, đốt thì để lại trên mặt đất. Như vậy nếu chưa một cái khoảng cách 10 cm từ hai bên mép luống và mỗi luống có 5 hàng như thế này, mỗi hàng à, sẽ có 60 cây nhân với 5 là à, tức là chúng ta mỗi luống sẽ có khoảng 300 cây. Cái kỹ thuật này được sử dụng để nhằm mục đích thu được nhiều dây giống nhất ạ. Ở đây ý định của chúng ta không phải là lấy củ à, mà mục đích cuối cùng là thu được nhiều dây giống. À, như vậy là chúng ta sẽ không hình thành củ ở dưới mặt đất. ạ Sau khi trồng, chúng ta cần cắm biển ở từng lô ruộng, ghi rõ tên giống, ngày trồng và cái thông tin về vật liệu trồng, nguồn giống thế hệ bao nhiêu. Ngoài ra, để tránh cỏ dại phát triển thì chúng ta có thể phủ một lớp vỏ trấu lên trên đất như là hình bên phải bên này ạ. Sau khi trồng rồi thì chúng ta cần kiểm tra cái tỷ lệ lên chồi thường xuyên và nếu mà có những cái chỗ mà à, cây nó không lên ý ạ có những cái khoảng đất trống thì chúng ta cần bổ sung trồng bổ sung để mà cuối cùng có được cái số lượng cây tối ưu ở trên ruộng. Bức ảnh bên trái này là những cái cây đã được khoảng 2 tuần tuổi ạ. Còn bên phải là một ruộng khoai à, đang phát triển tốt từ 40 đến 50 ngày tuổi. cái việc tưới nước thì cũng rất là quan trọng như tôi đã đề cập vì vậy nếu mà chúng ta sản xuất trên quy mô lớn thì hãy cân nhắc việc trang bị hệ thống tưới nhỏ giọt tuy nhiên cần lưu ý là đặt cái ống nước nhỏ giọt này một cách cẩn thận để tránh ảnh hưởng đến cái luống gieo còn nếu mà quy mô sản xuất nhỏ thì chúng ta có thể tưới bằng tay tưới bằng bình Tiếp theo, đến cái vấn đề thu hoạch và vận chuyển. Thì dây khoai lang sẽ sẵn sàng cho thu hoạch sau 6 đến 8 tuần. Nhưng điều này sẽ phụ thuộc vào cái chất lượng chăm sóc. Nếu chúng ta tưới nước đúng cách và trồng trên đất màu mỡ thì thậm chí là 6 tuần là mình đã có thể thu hoạch dây khoai được rồi. Khi thu hoạch thì bạn nên cắt dây cách mặt đất từ 10 đến 15 cm. Và sau đó chia thành những cái đoạn dài khoảng 25 đến 30 cm, tức là sẽ vào khoảng 5 đến 7 đốt ạ, như hình bên phải này ạ. Chúng ta nên thu hoạch vào những cái thời điểm mát mẻ ở trong ngày như là sáng sớm hoặc là chiều muộn. Và khi nói đến cái phương thức vận chuyển thì nó thực sự là phụ thuộc vào cái số lượng. Nếu mà số lượng ít thì chúng ta có thể đóng gói vào thùng và như này. Và vận chuyển bằng thậm chí là bằng xe máy. Còn nếu số lượng lớn, ví dụ hơn 100.000 giây chẳng hạn thì có thể dùng xe tải hoặc máy kéo để uh, vận chuyển. Cái uh, thu hoạch lần 2 uh, thì có thể được thực hiện sau 40 ngày, nhưng điều này phụ thuộc vào cách chăm sóc. Sau khi thu hoạch lần đầu nếu chúng ta bón phân chứa nitơ uh, như tôi đã đề cập trước đó và tưới nước đầy đủ thì sau 40 ngày là chúng ta có thể thu hoạch một lần nữa. Nói đến quản lý chất lượng giống thì có một số điều chúng ta cần xem xét. Chúng ta muốn bảo đảm giống sản xuất ra là sạch, chất lượng đảm bảo, không có virus, không có bọ hà và các bệnh khác. Thì cái điều đầu tiên là phải đảm bảo ruộng ươm giống phải được cách ly với các ruộng sản xuất khoai lang khác. Cái thứ hai chúng ta phải bắt đầu với nguồn vật liệu trồng sạch từ một nguồn đáng tin cậy, tốt nhất là từ nhà lưới. Phải kiểm tra thường xuyên uh, các triệu chứng virus, loại bỏ những cây bị bệnh và luân canh cây trồng. Ngoài ra một số yêu cầu khác cần đảm bảo là quản lý dinh dưỡng đất phù hợp, kiểm soát cỏ dại và tưới tiêu phù hợp. Chúng tôi cũng có các cơ chế đảm bảo chất lượng giống chính thức dựa trên các quy trình chứng nhận chính thức À, cái này thì mỗi nước có thể có những cái quy định khác nhau. Một số quốc gia đã phê duyệt các quy định quản lý sản xuất giống cây trồng nhân giống sinh dưỡng, trong đó có khoai lang. Và những quy định này phần lớn được rút ra từ hướng dẫn vật liệu trồng trọt được công bố chất lượng của tổ chức FAO, à, tổ chức lương thực và nông nghiệp thế giới. Và những quy định này thường được thực thi bởi các cơ quan quản lý của từng quốc gia. À, vì vậy nếu Việt Nam có tiêu chuẩn về sản xuất giống khoai lang thì có nghĩa là bạn cần phải làm việc với cơ quan cơ quan quản lý để đảm bảo chất lượng như giống này. Bây giờ tôi sẽ chuyển sang phần các biện pháp kiểm soát cụ thể đối với bọ hà. Còn cái vấn đề quản lý virus thì đồng nghiệp của tôi đã trình bày trong các buổi trước ạ. Vâng, à, bọ hà hay còn gọi là sùng là vấn đề sâu bệnh chính trong sản xuất khai lăng giống và chúng ta cần kiểm soát vấn đề này ngay từ khi bắt đầu sản xuất giống bọ hà nó đục lỗ trên củ khoai lang và đẻ trứng vào đó à, sau đó cái trứng và ấu trùng này sẽ đục bên trong sẽ ăn bên trong củ khoai và làm giảm chất lượng củ à, vâng tôi đoán là quý vị cũng chẳng xa lạ gì với cái loại này đúng không ạ chúng ta cần kiểm soát chúng một cách hợp lý Các biện pháp kiểm soát bao gồm uh, vun đất cao xung quanh gốc cây để che phủ những cái kẽ nứt trên mặt đất vì đó là nơi bọ hà thường xâm nhập vào. Thực hiện luân canh cây trồng, không trồng khoai lang lặp lại trên diện tích đã canh tác vụ trước. Uh, vệ sinh đồng ruộng bằng cách tiêu hủy cây mọc dại và tàn dư thực vật. Sử dụng vật liệu trồng sạch, uh, đảm bảo cắt dây giống cách mặt đất ít nhất 15 cm. Tiếp theo là chúng ta cần thu hoạch kịp thời, đúng thời vụ. Vì bọ hà thường phổ biến vào mùa khô, chúng thích điều kiện khô giáo. vì vậy cần đảm bảo thu hoạch trước khi mùa khô bắt đầu. Biện pháp tiếp theo là duy trì khoảng cách cách ly giữa các ruộng khoai lang. Cuối cùng là tưới nước hợp lý. Vì như tôi đã nói, bọ hà thích điều kiện khô giáo. vì vậy nếu trồng khoai lang trong mùa khô hoặc điều kiện khô thì bạn cần phải đảm bảo tưới nước đầy đủ. Bây giờ tôi sẽ chuyển sang phần kiểm soát tuyến trùng khoai lang. Ở hầu hết các quốc gia thì tuyến trùng không phải là vấn đề phổ biến, nhưng có thể ở Việt Nam các bạn gặp vấn đề này nên tôi cũng sẽ đề cập đến chúng ạ. Loại tuyến trùng đầu tiên quan trọng nhất và xuất hiện trên toàn thế giới là tuyến trùng nốt sưng rễ. Chúng gây ra những cái vết loét trên củ khoai và làm nứt củ, từ đó làm giảm chất lượng củ. Cây thì cũng bị coi cọc và cuối cùng thì làm giảm chất lượng và năng suất thu hoạch. À, cách à, kiểm soát các biện pháp kiểm soát bao gồm vệ sinh đồng ruộng, luân canh với ngô hoặc lúa miến, à, cắt dây giống cách mặt đất 10 đến 15 cm, sử dụng vật liệu trồng sạch và khi tình trạng nghiêm trọng thì có thể sử dụng thuốc diệt tuyến trùng. Có một số loại thuốc sông mặt đất được khuyên dùng, chẳng hạn như là natrimetam. À, và có thể được áp dụng bằng cách phun giải hoặc xử lý dưới bề mặt trước khi trồng Khoai lang cũng có thể bị ảnh hưởng bởi tuyến trùng gây vết thương à, Và cái loài này thì nó có thể gây thiệt hại năng suất tới 30% Chúng gây ra những cái vết màu nâu hoại tử ở trên củ khoai như thế này làm giảm làm ảnh hưởng đến chất lượng củ và làm giảm cái năng suất thương phẩm về kiểm soát thì chúng có thể được kiểm soát bằng các biện pháp như vệ sinh đồng ruộng à, bổ sung những cái phân hữu cơ chẳng hạn như là phân chuồng thì cái việc này nó sẽ làm tăng cái thiên địch của tuyến trùng và từ đó làm giảm quần thể tuyến trùng ạ luân canh với cây trồng thì cái biện pháp này được chứng minh là không hiệu quả lắm đối với những cái tuyến trùng do chúng có cái phạm vi ký chủ khá là rộng tuy nhiên có một số loại như là cúc vạn thọ hoặc là lạc đồ phộng thì chúng ta có thể vẫn xem xét cái biện pháp này nhưng mà thực sự thì chúng ta nên lưu ý là cái hiệu quả của biện pháp này chưa được chứng minh Thuốc diệt tuyến trùng cũng có thể được sử dụng nếu tình trạng trở nên nghiêm trọng. Ngoài ra, các biện pháp kiểm soát khác thì bao gồm sử dụng giống kháng bệnh và sử dụng vật liệu trồng sạch. Loại tuyến trùng thứ ba là tuyến trùng reniform, gây thiệt đại năng suất từ 44 đến 60%. Chúng làm chết dễ cây, như thế này bạn thấy có thể thấy Và ảnh hưởng đến cái chất lượng củ. Vâng, chúng ta có thể thấy là cái chất lượng củ khoai là thực sự đã bị ảnh hưởng. Loại tuyến trùng này cũng có thể được kiểm soát thông qua vệ sinh đồng ruộng, luân canh với các loại cây trồng không ký chủ như ngô, lúa miến, mía, mía à, lúa vân vân. Sử dụng vật liệu trồng sạch. Và à, thuốc diệt tuyệt thuốc diệt tuyến trùng cũng có thể được thể được sử dụng khi vấn đề trở nên nghiêm trọng một số loại thuốc sông có thể được sử dụng như là natri metam và cũng có một số không phải dạng sông như là uh, ethropop và osamin ethropop thì được sử dụng để xử lý đất trước khi trồng còn osamin thì được sử dụng để xử lý vật liệu trồng Cuối cùng chúng ta có loại tuyến trùng hại thân hay còn gọi là tuyến trùng đốm vòng nâu. Loại này nó gây tổn thất 20 đến 50% nhưng trong quá trình bảo quản. không phải là quá trình trồng trên ruộng ạ. Chúng gây hại trong quá trình bảo quản và hình thành những cái mô màu nâu hoặc đen ở trong phần ruột củ như chúng ta có thể thấy trong hình ở đây. Cái quá trình hoại tử này có thể tiếp diễn do nhiễm trùng thứ cấp với vi khuẩn hoặc nấm và củ bị ảnh hưởng nhiều nhất trong quá trình bảo quản à, đặc biệt ở nhiệt độ 22 đến 27 độ C chúng ta cần lưu ý ạ. Như vậy, các biện pháp kiểm soát bao gồm duy trì nhiệt độ bảo quản thích hợp. Nhiệt độ thích hợp là bao nhiêu từ 13 đến 19 độ C là thích hợp ạ. Và chúng ta sử dụng giống kháng bệnh và vật liệu trồng sạch ạ. vâng bài trình bày của tôi đến đây là kết thúc à, cảm ơn các bạn đã lắng nghe và bây giờ chúng tôi sẵn sàng cho cái phần thảo luận và trả lời câu hỏi ạ à, xin cảm ơn tất cả các bạn